phải là cái sao 19 khiến bạn ăn cơm chó hơi nhiều vì lúc nào cũng thấy cặp với da suông. Đã vậy đôi này lại còn khỏe vãi trưởng, cứ xuất hiện là vào tốt. Thế nhưng mà nghe thiên hạ đồn là đôi này xem video tư vấn tình cảm của Nắng nhiều quá nên là chia tay chia chân mất rồi. Da sua đi đâu thì mình không biết, chứ cái sao là đi chơi bên đời dưới. Và không ai khác, người đồng hành với cái sao ở 9.5 này chính là Fiora. Trời hello, ơi, cái thích đấu này ta nói là top 1 meta. Ai chơi mà áo top được đúng VIP Pro luôn đấy. Bạn nào mà chưa biết chơi đội hình này thì xem hết video nhé. Mà biết rồi thì cũng cứ xem đi. Xem xong nhớ thả tim thả like cho mình là được. Ok chưa? Mình vào game luôn nhé. Legendon được khá nhiều anh em tin dùng trong thời gian gần đây. Mình cũng đua đòi tí. Thượng giới Targon mình vớt và được chọn luôn. Được của nó đấy. Còn bài ra khá nhiều Noxus cùng với hai mảnh đồ là một BF và một gậy. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ngay ở vòng 2.1. Lò gen của On thì tất nhiên rồi, nó luôn là một sự lựa chọn an toàn nếu mà hai cái lõi kia không ngon. Khổ trước sướng sau thì cùi vì form bài mình đấy chơi thắng ok hơn. Mặt khác thì các nhà kia còn đánh Piltover nữa nên là chọn lõi này là khổ trước khổ sau luôn đấy. Thấy bài có thể đánh chuỗi thắng với form Noxus nên là mình lấy về bạn bè phương xa. Noxus ra thì nhiều đấy nhưng mà toàn đôi là đôi. Có 8 con trên sân mà hẳn 4 đôi thông mới chịu được. Mình lắp những mảnh đồ lẻ cho Samira và Cassiopeia. Chiến thắng đầu tiên khá là dễ dàng khi mà nhà kia chỉ có 3 chết toàn 1 sao. Con tướng đầu tiên đã update lên 2 sao là Samira khác ngon. Tiếp tục cộng 1 chiến thắng trước cái nhà ông này, chắc là định chơi Zidix ra un đấy. Cassiopeia thấy Samira lên 2 vui quá nên là cũng lên 2 luôn ở round 2.3. Darius xuất hiện và mình thay nó vào chỗ của Swain để kích dũng sĩ. Hai phù thủy, hai Surima là nhà mà mình gặp ở vòng này. Tuy nhiên là đối thủ vẫn khá là nhiều 1 sao. Mình giành chiến thắng thứ 3. Đồ ngon mà vẫn được húp. Mặc dù là ở trên đỉnh nhưng mà mình vẫn lấy được chiếc BF 3 tiền tuyệt vời. Thắng rồi thì up cấp dư chuối, up xong thì thua luôn. Nhà ông này có tiếp sức, có Zinix 2 sao, Warwick 2 sao, có dũng sĩ, có Grey 2 sao, có vô pháp. Cái gì cũng có thế này, còn bài mình thì đến cái cửa cũng không có. Thua rồi, tích tiền lại vậy. Mình bán đi đôi Swain và cho hai Warwick ở sân tích 30 tiền. Ngoại trừ cái ông đấy ra thì ai mình cũng thắng được. Gặp luôn cái nhà Piltover vòng 2.6, mình thắng lại. Vừa cay lại còn vừa buồn vì mất chuỗi thắng 5. Ê, lêu lêu cay. Đập đá tí cho tỉnh, mình lấy về rất là nhiều tiền, một nước mắt và một găng. Đồ ra thì cứ lắc thôi. Form bài này mà đi lên thách đấu là hợp lý nhất rồi. Sojin cho Samira và Griffep cho Cass. Nhiều 2 sao hơn cũng như là tích số từ Noxus giúp cho mình có chiến thắng ở vòng 3.1 trước cái nhà định chơi Surima. Trời kêu ai, người đấy giả. Đang đánh form thách đấu thì 3.2 nó ra luôn lỗi vàng. Huy hiệu thách đấu thì hết nước chấm. Nhà tài phiệt thì cũng không cần lắm vì bài mình khá là giàu rồi. Đồ thì cũng ok nên là mình múc luôn. Huy hiệu thách đấu để tí nữa sẽ đánh múc 6. Nước bị hay đấy. Warwick cũng đang dành ra thủ lõi. Lên 2 sao luôn đẹp chưa. Cho ấn cast cầm tạm. Xếp hơi tham lõi bạn bè phương xa. Samira của mình cô đơn quá bị giết hơi sớm. May mà cast vẫn làm được. 3.3 gặp lại nhà Zinix Daun. Ông anh này nghèo hay sao mà giờ vẫn level 5 mà Zinix cũng chưa 2 sao đốt. Mình dễ dàng có được chiến thắng thứ 4 để thắp lên ngọn lửa win trước. Đi chợ thì còn mỗi 2 cái gậy với một nước mắt. Lụm tạm chiếc gậy 4 tiền về để tí nữa sẽ lắp đồ cho cái xà vậy. Up level 7 và cho luôn Nila vừa nhận được ở chợ vào sân mà vẫn còn 40 tiền. Mình gặp một ông chơi hiệu triệu nhân mà toàn 1 sao. Tất nhiên là chiến thắng thứ 5 rồi. Phải thế chứ. Up 7 sớm và con tướng 4 tiền mình cần xuất hiện luôn. Chính xác đấy là Fiora. Đổi lại form 6 thách đấu. Tầm này 6 thách đấu mạnh rồi nên là cái nhà đang đép bằng phù thủy hư không này phải nhận một thất bại trước nhà mình là rõ. Không có chuỗi thắng hoặc là hơi nghèo thì Ron 7. Còn vừa thắng lại còn vừa giàu như mình, tội gì Ron 7. Lên 8 luôn để còn hy vọng ra Achuk hay là Belvet gì đến 5 tiền chẳng hạn. Game tới mình ơi ít gậy sao ấy. 5 con sói rơi thêm hẳn 2 cái gậy, một giáp với cả một kháng phép nữa. Cho gì lắp nấy thôi chứ biết sao giờ. Huyết kiếm cho Samira, mũ cho các cầm tạng. Nhà Surima 4.1 đã update full form bài. Tuy chỉ 1 sao nhưng mà Surima tầm này như vậy là đủ để cắt chiếc của mình rồi. Tiếp tục là một lõi công nghệ vàng để kết thúc mấy cái vòng chọn lõi trong trận đấu này. Roll cả 3 lõi cảm giác không ngon lắm đi thì mình thấy nắm rõ đối thủ cũng khá là ok. Nhưng mà chỉ đánh được với mỗi nhà thách đấu thì không ngon lắm. Chọn thẻ thư viện để có thêm hy vọng lên được 8 thách đấu. Chọn lõi xong thì mình up level 8. Với hơn 30 tiền roll nhẹ thì bắt được Kai'Sa thay vào sân cùng Azir cầm ấn. Đồ lẻ mở ra thì được cung lắp quyền năng cho Fiora. Chưa kịp roll nên là bài vẫn còn toàn 1 sao và mình vẫn thua ở vòng này. Roll tiếp ở vòng 4.3 để update đội hình thì mình lên được Fiora 2. Không có ấn gì ngon nên là mình lấy tạm Demacia. Tí nữa sẽ bỏ bớt một Demacia đi cũng được. Một mình Fiora 2 là đủ lực để giúp mình giữ lại máu ở vòng này. Trước cái nhà cũng đánh cách đấu chung nhưng mà mới chỉ level 7.
đi chợ không còn mỗi cái nước mắt là lấy được, nên là mình đành lấy về thôi. Do có đôi Azir với đôi Kai'Sa rồi nên là mình muốn roll thêm một đôi nữa lên 2 rồi mới eco. Thì Azir lên 2, mình làm nốt cái quyền trượng cho Kai'Sa nhé. Lúc nãy chưa có gì thì sợ Surima thật, còn giờ thì bài mình đã ổn định rồi. Đằng ấy đã cạn tiền mà carry vẫn một sao, ai là kẻ chiến thắng ấy nhở? Vẫn là Fiora giúp mình chiến thắng. Nhà bắn tỉa Zenith này mới chỉ 2 sao, làm sao mà ăn được Fiora? Hai mảnh đồ cuối cùng là một kháng phép và một giáp, là đồ lẻ cuối cùng rơi ra cùng với cả một lò rèn nhỏ. Mở lò rèn nhỏ ra lấy về chiếc BF lắp huyết kiếm, tí nữa sẽ cho A chốc đấy. Hậu quả của việc chơi chung quá nhiều và mình cũng đang cầm một con Azir 2 khiến cho nhiều nhà Surima chưa lên được 2 sao. Mình thì đã ổn định bài, xếp con Fiora vào chỗ những kẻ địch tanh yếu để nữ kiếm sư gặt giò nó trước. Kai'Sa phía bên còn lại đủ mana thì dùng skill sang bên này để hỗ trợ. Chiến thắng cũng giúp mình lười lẻ lên là lưỡi. Năm chơi bài gặp lại người anh em thích đấu y hệt. Mình thì Fiora 2 Kai'Sa 1, còn hắn thì Kai'Sa 2 Fiora 1. Xếp để Fiora nhảy đẹp nhưng mà không, hắn ta cũng đổi bên làm cho Fiora team mình bị hết hút hồn từ Nasus, còn bị ăn đại địa chấn của Zavan. Mất quá nhiều thời gian nên là Fiora team mình clear hơi chậm. Fiora team bạn đủ mana trước và lên skill kết liễu Fiora nhà mình. Vừa cháy được Rauti lại phải tắt cái thế nhở? Cái bắn tỉa mà lên 3 sao thì mạnh đấy, nhưng mà hơi tiếc là ông này carry toàn 2 sao. Mình có lại chiến thắng. Đi chợ nhặt luôn quả băng giáp cho Java nhảy sớm sớm là đẹp. Vừa khinh nhà bắn tỉa xong thì gặp ông này cũng chơi bắn tỉa luôn, nhưng mà có carry là Afe. Ụ súng của Hammer vừa đốt vừa giảm giáp Fiora team mình. Sen hất tung Fiora một quả quá chí mạng làm cho cô nàng nữ kiếm sư không một thời gian để quẩy. Team mình khá mỏng nên là Kai'Sa bị nhắm đến quá sớm. Một mình Fiora là không đủ để carry. Tiếp tục thất bại đau đớn hơn khi mà gặp lại cái nhà thách đấu. Một lần nữa hắn ta xếp Nasus thẳng vào đầu Fiora team mình. Kịch bản còn thảm hại hơn khi mà Fiora của hắn đã lên 2 sao. Đợi đấy, tí nữa xem ai mới là kẻ mạnh hơn nhé. Mãi mới xuống còn dưới 40 máu, cụ thể là 34. Quả của Targon rơi ra với một tướng 5 tiền, hai mảnh đồ. Mình lắp được giao nhuộm cho Azir, giảm tí kháng phép phụ đam Kai'Sa. Up level 9 với 30 tiền thừa roll và update được Kai'Sa 2 sao. Nhưng mà không có ai chúc nào. Lấy thêm bàn tay từ dòng ngàn tuổi để tí nữa cho nó mà nó không ra luôn, quá là buồn. 6-1 mình gặp nhà bắn tỉa với carry là JC 3 sao. Fiora team mình đứng cạnh JC thì cũng nghe văng vẳng câu hát hôm nay sao tôi cô đơn quá. Việc xếp eco cùng bên với JC đã khiến cho nhà này bị chống đi quá nhiều. Fiora team mình sau khi tiếp cận thành công bên trái thì dùng skill ra sau phối hợp với giảm bên phải, clear sạch chỉ còn mỗi JC và eco. Eco nằm xuống cũng là lúc JC buông hàng. Hồi kết sắp tới vì top 4 đã được ấn định. Mãi tới giờ Nasus team mình mới chịu lên 2. Dấu tích lần này thì đánh thẳng vào nhà Azir với hai thuyền trưởng đứng phía sau cầm đồ cực căng. Fiora choáng ngợp với combo combo team bạn. Java nhảy đẹp với hai chiếc thuyền từ Gangplank. Nautilus cũng bồi thêm bằng một chiếc thủy lôi tầm nhiệt khiến cho Fiora của mình bất động. Kai'Sa đã cố gắng hết sức nhưng mà chỉ đến vậy, mình để thua và còn lại 21 máu. Nhà thách đấu còn lại thì tiễn cái nhà bắn tỉa lên đường để cuộc chiến chỉ còn lại 3 người. Zavan cũng đã lên 2. 6.3 thì mình chỉ gặp bóng nhà thách đấu nên là không quá khó để giành chiến thắng sau một loạt update team. Còn ông này thì để thua nhà Azir. Tiếp tục một lần nữa combat y hệt lần trước, mình để Fiora bị chôn chân và thua 3 chết. Số máu còn lại là 6. Ông thách đấu kia thì gặp bóng của mình và dừng chân lại ở top 3 luôn. Nhận ra được sai lầm sau 2 round, mình không cần ở chỗ Kai'Sa và Fiora nữa. Thay vào đấy là xếp hàng tanh. Zavan cho đứng trước mặt Fiora nhận đam và dùng skill trước. Các tanh còn lại thì xếp cùng một bên để câu skill của Zavan team bạn. Fiora đã có khoảng trống để tiếp cận hàng sau cùng với lượng đam từ Kai'Sa. Mình có lại được chiến thắng, còn đối thủ thì hấp hối 2 máu. Mở kho báu dùng là tuổi săn được, mình lấy được thêm bốc đồ cho Warwick để thêm tí câu kéo. Aatrox cũng được đổ chỗ vào Nasus để kích bốc 2 Darkin. Không sai không sửa, mình giữ nguyên đội hình. Còn đối thủ thì đổi bên Azir và cũng đổi đồ tanh sang cho Nasus. Gameplay team bạn vẫn đánh với Zavan team mình nên là Zavan vẫn được nhảy trước. Fiora ăn một tàu gameplay khá đau, nhưng mà với pha ulti sau đấy đã hạ gục đi Zavan và hồi lại được lượng máu đã mất. Dàn bên phải của team mình càn xuống, Fiora đánh tay liên tục vào người Nasus, tung thêm một lần ulti hạ gục luôn thần chó. Azir bất lực trong việc kết liễu đi Fiora và gục ngã. Mất vua rồi thì mất top mơ tới. Tổng kết tí nhở, Fiora đã được tin dùng nhiều hơn sau bản update 13.18b. Xếp bài hợp lý sẽ giúp cho nữ kiếm sư dễ dàng tiếp cận tuyến sau càn quét. Có thể đánh ở 4, 6 hoặc là 8 thách đấu tùy tình huống của bài. Còn lưu ý gì nữa không nhỉ? Có thì gọi comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.